Chào mọi người. Nhiều anh em hỏi mình đó là hiện tại bây giờ là lật nụ cho cúc được chưa? Thì bây giờ để trả lời cho câu hỏi này á, thì bên đây mình sẽ review cúc cho anh em xem. Và ở đây là mình thấy nè, hiện tại là mọi người thấy mấy cái nón ở đây không? Là mấy cô đang đứng lật nụ hoa cúc á. Thì bữa nay là ngày mùng mùng 1 tháng chạp rồi, thì anh em xem là cái nụ cúc nó như thế này nè ha. Nụ cúc cái này thì nó nhỏ hơn hạt bắp, to hơn hạt đậu xanh nha, nhỏ hơn hạt bắp, to hơn hạt đậu xanh, nó tầm khoảng cỡ hạt đậu đen á mọi người, nó to cỡ hạt đậu đen cả đó, 90 với hạt đậu đen. Hay là để mình nói cho anh em rõ là hiện tại là nó là như vậy. Thì mình sẽ view vòng vòng rồi lại xem mấy cô lật nụ. Ồ, ở đây là mình nhận ra là ở đây là có mấy cái vừa rồi là bên này là pha lê nha mọi người, vừa rồi bên này là pha lê nè đó, pha lê. Còn ở bên này là khúc đó, đây 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 anh em, đây khúc đó. Thì cúc đó hiện tại là mình thấy cái nụ đây nó cũng còn hơi nhỏ này, nó nhỏ như hạt đậu xanh thôi anh em, cỡ hạt đậu xanh, to hơn đậu xanh tí xíu. Đây cúc đó nha. Đó thì hiện tại là mình có mấy cô đang lật nụ nè, rồi mình lại review vòng vòng cho anh em xem. Ủa bữa nay lật nụ có sớm quá không mấy cô? Ấy là bữa nay lật nụ có vẻ sớm quá không? Vừa hả? Ấy là năm nay thời tiết nắng nóng mà. Dạ hả? Trễ quá nó trễ hả? À dạ. Ý là trễ quá là cái nụ cái nó sao? Cái đang đẹp một chai rồi một hậu sâu hoa mà một cháu quá này nè đây À dạ. dạ Ồ. Em đang nữa hả anh không? À, em phóng viên thường trực Lòng Bông. Ồ, cái đó cũng lật trong một ngày luôn hả? À dạ, lật trong một ngày hả? Nếu bên truyền hình có nữa thì chắc kênh vừa quay sang lên TV, mà mưa nấu lên À, em là phóng viên thường trực Lòng Bông. À, đây là cúc đó nha, cúc đó. Bên này là bên này nè là cúc pha lê. Hôm nay là ngày mùng 1 người ta đã lặt rồi. Anh này thì anh em xem này, ở đây là người ta lặt, người ta chỉ để lại cái nụ nụ cái thôi. Đúng không? Thì anh em hỏi là ví dụ như cái nụ đây nè, anh em xem hỏi là mình nụ nào nụ cái. Thì cái nụ cái nó hơi to hơn tí xíu, còn mấy cái nụ kế bên thì nó phải nhỏ hơn nụ cái tí xíu. Đó. Thấy nó một nùi vậy đó, anh em có thể nhìn qua hình ảnh nó không có được rõ lắm, nhưng mà anh em trồng thì anh em sẽ thấy là nhìn vô là biết cái nào phụ liền, cái với phụ thôi nha chứ không phải cái với đực. Ủa rồi cái bông đây là bông cái rồi, có bông đực không chị? Anh này cô với chị hả? Bông cái là anh này anh để cái chính dưới này À, chính giữa là cái đúng không? Dưới nó Dạ. Dạ. Đó, còn lẽ thấy cái đai xuống là mưa máu tại ấy ta. Dạ. Ngoài nó nuôi đó đó. À, vậy là mình lặt bông đực. Cái nhỏ anh bỏ này đó, còn lấy giữ lại thôi, giữ lại bắp được được bắp thôi. Mấy cái tủ ra đi. Dạ. Thấy Dạ. không? Mấy cái mà nhỏ nhỏ là mình nhắc những cái ta luôn. À, mấy cái phía dưới này. Xí ta này, đó, cái ta Ồ. đó. Nó đẹp bông, tủ bông đây. À, hỏi thăm thử là giá xỉ hết chưa cô? Có biết không? Có biết không? Cái sĩ được ăn uống gì? Ý ý là ở đây họ xỉ hết chưa? Không biết. Đó là chủ á. À, xỉ hết chưa chị? Xỉ hết chưa?
Chưa hết hả? Bữa nay đầu tháng chạp mà xỉ chưa hết nè. Trời ơi, bên gì đó mà. Năm nay có vẻ chậm quá hả? Chậm. Năm nay biết mà bông ra xô, biết cố đụng trồng bông ấy. Mùa quá thì ra lục lậu luôn đó, người ta trồng được á, hư hết, kê vô rồi mua. Bây giờ cố đụng trồng được hết. Dạ. Hôm nay thời tiết thuận quá mà. Dạ. Một ngày lặt được mấy chậu? Hai người lặt được mấy chậu? Từ 6 giờ mà giặt hết ra. À, như vậy nó cũng được cả 20 chậu với nhiêu. Đúng không? Cả 20 chậu. Đây làm lọt cho trăng giữ cái bức nhị đó chứ mình lọt mà nó đứt hết cái tay đang có cô đó rồi. Đó giờ bó rồi trăng. Bó thấy cay không thấy bông nữa. Nó lẹt lét cái đầu thấy sao. Dạ. Giữ. Thôi là chết bông rồi đi cu bông rồi cho là cay không lót không vậy. Nhị lắm. Hư rồi không được tiền cho mình nữa nhé. Ừ, không đưa tiền hả? Ờ. Trừ tiền á, trả ổn là gì cho đĩa đi. Ăn cho hết luôn hả? À? Cảm ơn cô với chị nha. Wow, đây là năm nay có vẻ ẩm đạm ha. Đánh kia rồi. À, đưa mọi người qua phía bên này xem. Bên này là rất là nhiều vườn người ta họ lặt hay lặt nụ. Bên này lặt nụ có sớm không mấy cô? Bên này lặt nụ có sớm không? Ấy là lặt như vậy rồi có sớm không? Đúng ngày đúng tháng rồi hả? Có giờ này là nó mà nó có nụ là ngát thôi chứ. Dạ. Cái hồi nào ngắt luôn nụ không? Có. Có luôn. Đôi khi nó cũng có sự sai sót chứ hả? Dạ không, đi quay phim. Nhìn cái tay cái vẻ thành thục quá. Đây chị bé vậy. Bao nhiêu tuổi vậy chị? 32 tuổi. Mấy? 32. À, 32. Không, đúng rồi. Tay nhỏ nhỏ dễ lặt này ha. Cái này dành cho mấy người tay mà kiểu xương xương á. Tay nhỏ nhỏ. Đúng không? Tay kiểu xương xương rồi có cái móng á. Tay em bé đó. Không, em bé không được, em bé đứa bây giờ đứa nào tay nó cũng mất rụp. Đúng không? Nếu em bé mà còn không được nữa thì thôi chứ người già đây lùm xô mò lùm cho được. Không, nít bây giờ đứa nào tay đứa nào nó cũng mất rụp. Nó chưa trẻ thì đời người ta nó không bước. Còn như mình đi lùm nông thì là ta nó teo lại đúng chị. Như cái tay đây là đẹp nè, đó. Hơi cái tay nó đẹp nhất á. Đẹp nhất đó là... Tay lụa. Cúc đi xinh quá ha. Bữa nay như là người ta đồng loạt người ta họ đi lặt nụ đúng không? Ở trên kia họ cũng lặt này đúng không? Đó. Họ lặt tới bữa nào là kết thúc chị? Gì? Lặt tới mùng 10 luôn á hả? À. Lặt mà tới mùng 10.
Má cái nó nuôi nữa lặt mà tới bụng 10 đứa là thôi á. 14 á là cái gì? Cỡ 15 15 16 là phải thấy nó vàng vàng rồi. Đúng không? À mà tới mùng 10 nữa thôi á. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn mấy cô nha, mấy cô, mấy chị, mấy em. Đó anh em, này là mùng 1 tháng chạp rồi, người ta đã lặt nụ rồi. Mình thấy rất là nhiều người lặt, tít tít trên kia là người ta cũng lặt hết rồi. Bên kia người ta cũng lặt luôn. Bên này là người ta cũng lặt này, tại vì mình đi bộ mình đi quằn quằn mình review cho anh em xem chứ con. Đi xa quá là biến. Thôi thì tình hình là như vậy nha anh em. Còn bây giờ kết thúc cái video này nha.